Đây ạ, anh quan tâm đến các cái cây nguyệt quế mà hàng nguyên bản nhé. Thứ nhất là nó thoát rất là dài luôn ạ. Cái cây này, cây to nhất vườn là đã là vanh 20 rồi đấy anh ạ. 1, 2, 3, 4, 5. 1 mét ạ. Em để cái ngón tay của em đây này. To hơn, dài hơn hai đốt ngón tay của em. Cây to nhất này, vanh 20 ạ. Còn chiều cao của nó khoảng tầm 2 mét ạ. Tán thì như thế này. Đấy ạ. Còn trong vườn thì còn rất nhiều, rất nhiều. Mà hàng này là hàng lá nhỏ nha anh nhá. Đây ạ, lá nhỏ nên là rất là sai hoa luôn. Đây ạ. Cây này cũng hoành tráng này. 1, 2, 3, 4. Trên 80 ạ. Thoát trên 80 phân. Gốc to hoành tráng. Cây này cao khoảng tầm 1m6, 1m8 gì đấy. Và rất nhiều các cái cây khác nữa. Đây em cứ điểm mặt các cái cây. Anh xem anh thích cái cây nào thì thông tin em. Cây này cũng đẹp. Đẹp không ạ? Đây là đánh đai đất rồi, sau đấy lại còn quây một cái bầu đất ở ngoài nữa. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cái cây nguyệt quế rất khủng luôn ạ. Quá khủng luôn như này. Hàng lá bé sai hoa. Có cây lá to cũng có. Lá to, lá bé. Mà cái gốc của nó nứt nẻ như này cơ ạ. Đẹp không ạ? Đấy. Nhiều kiểu dáng rất đẹp luôn. Đặc biệt là thoát thân. Toàn những thoát như cái cây này thì phải tầm 70. Còn cây này thoát tầm mét hơn mét. Tán cây này to rồi. Đẹp. Số lượng nhiều nha bạn nha. Các bạn có nhu cầu muốn mua những cái cây nguyệt quế thoát thân gốc to đẹp mà khủng như thế này thì vui lòng alo thật sớm nhé bạn nha, để lựa chọn được những cái cây đẹp nhất cho mình. Cái cây này cũng quá đẹp. Đẹp không? Rất đẹp luôn ạ. 097 797 3535 ạ. Cảm ơn bạn.